Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thế giới Crypto. Hôm nay ngày 21 tháng 6 thì mình sẽ hướng dẫn các bạn mở combo 3 chiếc thẻ Hamster Combat để nhận được 5 triệu xu. Đầu tiên thì các bạn sẽ vào mục min ở bên dưới này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi tìm ở trang số 1. Cái thẻ sách kinh ngày hôm nay này cũng là cái thẻ nằm trong bộ combo của hôm nay. Thẻ này mình đã nâng lên level 16 và hết 5,8 triệu xu này. Thẻ ngày hôm nay có vẻ là nó sẽ hết tốn nhiều xu, bây giờ mình sẽ xem qua một lượt, nếu mà nó tốn nhiều mình sẽ bỏ qua, mà tốn ít thì mình sẽ mở nhé. Tiếp theo thì chúng ta sang trang thứ ba này. Cái thẻ Nissan Bangladesh. Đây là cái thẻ của ngày hôm nay các bạn nhé. Thẻ này thì tốn khá là nhiều xu. Thẻ này mình đã nâng nó lên level 14 rồi, cho nên là nó sẽ hết 23 triệu xu cộng với cái thẻ kia 5 triệu 8. Là nó vào 27 triệu rồi. 28, 29 triệu. Bây giờ mình sẽ xem cái thẻ thứ tư này. Ở trang thứ tư nhé. YouTube Gold. Thẻ này hết 10 triệu. Hôm nay mình sẽ mở cái thẻ này các bạn nhé. Hiện tại thì tài khoản của mình hầu như thẻ nào cũng nâng hết cao rồi, nếu như mà mình không mở ấy, thì mình vẫn không có cái lợi nhuận hàng giờ, nên bắt buộc mình vẫn phải mở. Và đây là cái thẻ đầu tiên này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ về trang 1, cái thẻ staking. Rồi tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ sang trang thứ 3. Như vậy là mình đã mở thành công 3 chiếc thẻ trong buổi tối hôm nay để nhận được 5 triệu xu. Trong bộ combo 3 chiếc thẻ ngày hôm nay thì cái thẻ staking này nó nằm ở trang số 1, thẻ Ninsen Bangladesh này nó nằm ở trang thứ 3 và cái thẻ YouTube Gold này nó nằm ở trang thứ 4. Thì nếu như mà các bạn chưa mở thẻ hoặc là các bạn đang không biết mở như thế nào thì các bạn có thể là xem kỹ video của mình nhé, để tránh trường hợp các bạn mở nhầm thẻ và nó tốn thời gian và tốn xu. Khi mà các bạn nhìn theo cái video của mình, các bạn chỉ cần nhìn đúng tên, đúng cái logo thẻ của nó, các bạn mở ra thì nó sẽ chuẩn chính xác 100%. Nó sẽ giúp các bạn tiết kiệm thời gian, tiết kiệm xu. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video của mình. Chúc các bạn thao tác thành công và kiếm được 5 triệu xu. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.